Hello 500 anh em Lại là cú ca đây Ngày xưa thì cú ca cũng có cho anh em những cái kèo Cuối năm có quà Thì bây giờ là tháng 2 rồi đầu Chuẩn bị sang đầu tháng 3 rồi Chúng ta vẫn thấy thị trường đang ở một cái mức khá là cao Đúng nè So với cách đây 4 tháng Thì anh em thấy là gì chúng ta đang ở một cái mức cao hơn khoảng 40% Và thật sự là anh em vừa rồi của ca thấy có một con sóng sập xuống như thế này nhìn khung H4 thì thấy nó điều chỉnh đâu đó khoảng 10% rồi 10% đối với giá Bitcoin thì của ca định ra video sớm để cập nhật cho anh em nhưng mà có một cái của ca hay bị đó là gì khi mà ra nói sớm á thì cái thị trường này nó sẽ sập tiếp nên là của ca buộc phải im lặng nhưng mà thôi thì thấy nhiều anh em inbox quá thì của ca cũng đành phải ra một cái video sớm một chút để anh em có cái định hướng thì của ca cũng có hỏi anh em trên cộng đồng á là được 83 lực mình chọn rồi. Thì khi Bitcoin sập về 23k rồi làm gì tiếp thì của ca thấy là rất nhiều anh em đã chọn mua thêm chứ không phải là chốt hết. Tỷ lệ mua thêm nhiều hơn chốt hết và một số còn lại thì án minh bất động 55% thì chờ mình update. Thì ok, để xem comment nào. Thì ok bạn bà Chí Trần xin ý kiến. À, lực bán yếu rồi làm tí cũng có thể đẩy lên 25k. Rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta cùng xem thử là thị trường nó sẽ đi như thế nào ca ra ngoài kia thấy nhiều anh em hỏi là gì Có anh em sợ là giá Bitcoin nó sẽ sập về vùng 20k là vùng này Và thậm chí có một số anh em bảo sập về 18k là cái vùng này Thì thực sự mà nói nha anh em Cái thứ nhất là cái con sống này là con sống tăng Anh em thấy là trước đó chúng ta có một cái đợt điều chỉnh ở chỗ này và đợt điều chỉnh đó chúng ta thấy nó rơi vào đâu đó chúng ta ướm chừng thôi nha anh em là nó rơi vào đó Fibo 0.382 thì anh em thấy cái đợt điều chỉnh này nó lại lên nó phá đỉnh tiếp đúng không nào và hiện tại chúng ta đa toàn bộ con sóng đây của kè sẽ mở sang khung tuần cho anh em thấy này toàn bộ con sóng lên thì nếu cái pha điều chỉnh vừa rồi nó chưa phá nổi Fibo 0.2 à phá rồi anh em à chưa chạm nổi Fibo 0.382 luôn như vậy cái việc điều chỉnh một chút như vậy thôi mà anh em đã bắt đầu la sợ là gì nó điều chỉnh về tận 20k mà để xem 20k là nó về cái Fibo gì anh em mà lũng luôn Fibo 0.5 nha anh em 20k là lũng Fibo 0.5 đa chỗ này thử xem nè 20k Ok 20k là vẫn lũng Fibo 0.5 thậm chí nếu mà đa xuống dưới này thì nó lũng luôn Fibo 0.6 anh em. à Ok chưa 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 Rồi đây. Nếu đai thế này là lũng Fibo 0.5 lâu rồi, gần chạm Fibo 0.6 rồi Và nếu lũng luôn tới vùng 18k thì phải nói là nó thủng luôn tới Fibo 0, .0 gần 0.786 rồi Như vậy thì mới có nó mới có điều chỉnh chút xíu mà anh em đã vội vàng là la lánh nó về 20k và 18k Cũng ca thấy con sóng nó mới lên cái chút xíu mà anh em đã quá là sợ hãi rồi đúng không nè thì thật sự là bây giờ nói thì hơi sớm nhưng mà thôi cứ nói đi ha Cú ca không không tin cái chuyện nó về 20k đâu Tại vì sao Cú ca sẽ giải thích cho anh em thế này ha Anh em thấy con sóng nó lên nó đi như thế này đúng không nè Nó lên thế này rồi nó xuống rồi nó phá đỉnh nó lên Như vậy nếu mà quả này nó phá xuống vùng này Thì anh em thấy điều gì xảy ra Nó phá cái đáy này đúng không nè Mà đó là cái đáy khung ngày mà sóng đang lên ngon lành thế này mà phá cái đáy khung ngày thì anh em thấy không Còn gì lớp cây okay nữa anh em à mà anh em nên nhớ là cái con sóng hồi này á Cú ca chờ nó cũng phải hơn nửa năm rồi anh em à Con sóng hồi này chờ hơn nửa năm rồi Không lý gì mà nó ban từ nhân này xuống Mà nó mới lên chút này nó ban nữa Thì đúng là quá khủng khiếp anh em mà Cú không nghĩ nó sẽ xảy ra cái tình huống như vậy Mà đang trên lên thì chúng ta cứ follow cái trên đi ha Đó cứ follow cái trên còn bây giờ anh em hỏi của ca là cái chuyện phá 25 k thì thật sự của ca không có chắc tại vì của ca nói với anh em rồi 25 k là target một anh em có thể xem lại những cái video gần đây nhất của của ca ha của ca luôn nhắc tới 25 k sẽ là cái target một đừng bao giờ hỏi là lên nữa hay không cái chuyện đó khi mà nó lên nó test chúng ta sẽ biết còn bây giờ anh em đừng có đoán tại vì anh em đón cái thị trường này nó dễ cho anh em những cái thành kiến bạn bạ rồi chừng khi mà giá nó tăng nó tăng ra anh em chốt ngay cái đỉnh ngay cái đáy 25k thì lúc đó lại khổ đúng nè chúng ta không có định kiến ở thị trường này mà chúng ta chỉ có một cái là quản lý vốn và khi giá nó tiếp cận vùng đó chúng ta sẽ biết thôi hiện tại thì giờ chưa có gì nguy hiểm anh em à anh em có thể nhìn nè đối với khung H4 anh em có thể thấy là gì sóng nó đi xuống được cũng có thể coi là ba sóng đúng nè ba sóng một hai ba thì bây giờ nó tạm thời nó dừng ở cái vùng này cũng là một cái vùng hợp lưu của rất là nhiều khung đó anh em thấy nè Nó dừng ở cái vùng này cũng là em 200 trên H4 á Thì cái vùng này cho dù nó có lũng Cú ca nhấn mạnh là cho dù cái vùng này nó có lũng Thì cái chuyện Cú ca sẽ tiếp tục đi tìm điểm để cú ca bắt ở dưới đây ha Cú ca không có sợ nó phá cái vùng đáy này đâu Cú ca đảm bảo với anh em 80% nó không phá nổi cái đáy này đâu Cái đáy này là 21k5 nha anh em 21k5 Đừng có nói chi là nó xuống 20k cái chuyện nó phải tăng hết con sóng rồi sau đó nó phá thì tính sau bây giờ đang tăng anh em đừng có sợ đúng nè đừng có sợ nói là nói dễ nhưng vẫn quản lý vốn nha anh em nói đừng có sợ mấy ông bật đồng bẫy lên ít 20 lần ít 50 lần tài khoản rồi anh em on in một phát ngay chỗ này cú, bởi vì anh em nói cú cao bảo là không lũng anh em on in anh em tính à, từ chỗ đây là tới đây là, là bay cái nhà nè thôi thì đồng bẫy lên phát chơi chỗ này ha ít lời đây rồi cá căn nhà bay lên đây có ba căn nhà chơi vậy thì không ai chơi lại nha anh em nhưng mà thị trường luôn có xác suất và Cuka ca nghĩ cái xác suất mà phá cái đáy này ạ à, là đâu đó khoảng 20 phần trăm thôi em nói như vậy có nghĩa là Cuka cao vẫn tin tưởng 80 phần trăm nó sẽ lên nữa còn nó lên nó phá cái đỉnh này không là chuyện khác nha anh em nó cứ trước mắt là nó lên nó test cái vùng này đã rồi nó test xong rồi chúng ta tính tiếp nhưng mà bản thân của ca đã đặt ra target 2 thì sẽ có target thì cái khả năng lên target 2 rất là cao ví dụ 28k khả năng nó lên nó test cái vùng này lúc nào anh em đó cú cao vẫn tin tưởng cái điều đó và nếu nó không test được cái vùng đó thì nó cũng ít nhất nó cũng lên được đâu 27k. Nói chung là cú ca sẽ ướm chừng nó lên được 27k. Rồi lên đó chúng ta sẽ tính tiếp. Còn nếu mà hỏi cú ca ơi lên được 38k hay không không biết nha anh em, cái chuyện đó là hên xui. À, thị trường thì không nên đón quá nhiều mà chúng ta chỉ nên follow cái trend thôi. Đó, đó là vài ý cho anh em. Rồi. Còn bây giờ anh em nhớ nè, bây giờ chúng ta nhìn cái thị trường chúng ta thấy cái cấu trúc nó tăng như thế này này, anh em nhìn khung tuần anh em thấy đây là cấu trúc giảm của khung tuần đúng không nào một cách một cách đơn giản chúng ta sẽ thấy nó đi theo cấu trúc năm sóng như thế này một hai ba bốn và năm thì sau khi hết năm sóng này thì buồn buồn gì nó cũng phải có abc nha anh em abc thì cái c này nó lên được tới đâu hay tới đó nha anh em hiện tại của ca vẫn mới thấy một con sóng a thôi chưa thấy con sóng b luôn anh em à mà có thể đây là con sóng b cũng có và cái vùng này hoàng hoàng lên con sóng c thì cũng có thể nha anh em đại loại là cũng có thể như vậy nhưng mà chúng ta sẽ thấy đây là cái đỉnh quan trọng của thị trường. Anh em đồng ý không nè? Cái đỉnh 25k là một cái đỉnh phun tuần luôn đó anh em à. Như vậy anh em cứ suy nghĩ như thế này nè. Cá mập nó đẩy một cái cơn lên đụng cái đỉnh này. À, có thể nó rút xuống của k không biết rồi nó lên. Chuyện đó là là, là là bình thường nhưng mà không nên vi phạm cái đấy này anh em à, không nên vi phạm 21k5. Nếu mà nó vi phạm 21k5 là nó sẽ đổi về đau trên một d thì lúc đó tình hình nó khá là xấu và cũng nghĩ là chuyện đó chưa xảy ra đâu này mà. chưa có điều chỉnh kiểu đó đâu anh em cứ yên tâm đi ha đoạn này cũng ca vẫn vẫn đang hâu và mới chốt khoảng 50 phần trăm tài khoản thôi anh em à và nếu tình hình tốt của ca sẽ đi thêm còn với Bitcoin thì của ca đã đi xe lên rồi ha đã đi lên rồi còn Oncoin thì của ca sẽ chờ chờ thêm rồi khả năng là sẽ lên nữa nha anh em và cái chỗ này anh em nhìn như thế này nè uh... Ngày xưa của ca cá nói là nếu mà thành Bitcoin nó sai quay ở cái vùng này á vùng này thì phải nếu nhớ không nhầm thì cú ca nói cái vùng này thì phải à, không không nhớ rõ lắm nha anh em có thể là cú ca nói cái vùng này nè đã nói là nếu mà nó nó tích lũy trên cái vùng này mà nó bay luôn á thì rất là đẹp nhưng mà nó xuống rồi thì nó lại chui vào cái vùng tích lũy của khung ngày nha anh em đây vẽ cho anh em khỏi mơ hồ. Đây, đây là cái vùng tích lũy của khung ngày. Tuy nó hơi nhìn nó hơi xấu nhưng mà thật ra anh em thấy cái quá trình tích lũy là tích lũy đi lên mà. Đúng nè tích lũy đi lên mà. Thì cú ca hy vọng là nó sẽ sẽ tiếp tục ha. Và tới một lúc đó nó sẽ bung một cây lên nữa và kết thúc cái trang Thì đó là những cái dự đoán của cú ca ha. Còn trước mắt thì chúng ta đừng có nghĩ xa quá tại vì cái việc bay lên hay không không quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy một cái pha quay ra test đỉnh tết đỉnh xong rồi anh em tính tiếp nha chứ đừng có bắt cú ca phân tích quá xa như thế này vẽ không 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 trúng anh em à bây giờ trước mắt cú ca sẽ thấy nó sẽ lên nó test lại cái đỉnh này cái vùng 25k này và cú ca nghĩ 60 phần trăm nó sẽ phá cái đỉnh này à, anh em nào nói cứng thì cứng chứ mà cú ca nghĩ vẫn phá ít nhất nó cũng nên lên cái vùng 27k nhớ anh em em gì mới đi một chút xíu mà đã dập dụi rồi tắt ngấm như thế này thì nó ra cái giống gì anh em à và trong lúc anh em sợ hãi thì cú ca rất là thích ha anh em càng sợ thì khả năng nó càng lên càng cao còn anh em càng tham lam thì khả năng nó xuống càng cao ha Nói nhiều như vậy thì cứ sợ thằng CZ nó bắt bài của các anh em à Nhưng mà nhìn chung thì của ca vẫn tin nha anh em vẫn tin nó lên Có sao nói vậy thôi nha anh em Có sao nói vậy nha Nghĩ sao làm vậy thôi Về mặt H4 thì cái việc điều chỉnh vừa rồi của H4 á Nhìn nó trên H4 như vậy nhưng nó không có mạnh nha anh em anh em thấy nè Nó đi nó đi không có phải là mạnh lạc lắm nha đó, tuy nó đã phá cái vùng này à nhưng mà thật sự mà nói thằng h4 á cái cấu trúc tăng của h4 nó cũng nằm ở cái khung này như vậy đây là một cái vùng rất là mấu chốt nha anh em đó cùng lắm cùng lắm có một phe giặt xuống thế này ha giặt xuống nó nó hù anh em một phát xong nó lại quần quần nó đi lên nói chuyện đó là bình thường ha nhưng mà cái chuyện mà về tới 20 18 k thì nó nói chung là nó đi sâu quá anh em mà chỗ này là 20 k năm nè chỗ này là 21 k năm nè đây là những cái vùng quan trọng của thị trường chưa vi phạm được cái vùng này chưa vi phạm được cái vùng này thì đừng bao giờ nói tới vùng 20k và 18k nha anh em 20k 18k chưa chưa còn xa lắm anh em à đó thì nói như vậy đến bên em biết là gì cái khả năng tăng tiếp còn rất cao và nhắc là on coi nha anh em <laughs> on coi nó vẫn còn cửa tăng ACH vừa rồi có một vài điều chỉnh nhưng mà cũng ca thấy vẫn ngon đó chứ anh em vẫn ngon á, vẫn ngon vẫn ngon chán đó để anh em biết là gì Đó nhiều on coi này Cú ca đây là kèo một cú ca siêu anh em nè Mấy lần rồi X5 nữa X5, X6 này Đó Cái mua như cú ca vẫn nhắc anh em là gì <laughs> Nhắc anh em gì ta Cái lúc mà Bitcoin bắt đầu có rủi ra Thì on coi nó sẽ bay Đó anh em thấy nó cũng bay tương đối rồi ha Bay tương đối rồi À, C98 như cú ca nói nó vừa dặn một cái quả cũng khá là đau đớn ha Ông nào mà đu mà không biết nhảy là nó giật một quả là cũng khá là đau đớn á đợt vừa rồi có ai hỏi Cú ca lúc nó 0 chấm mấy ha xong nó giặt một cái râu lên xong giờ đi xuống nè nói chung mấy con này biên độ nó lớn anh em quản lý vốn tốt thì cứ chơi còn không thì thôi ha đó ca phân tích đơn giản như vậy cho anh em về cái chiều hướng bitcoin ha cơ bản là chúng ta vẫn sẽ test đỉnh 25k và khả năng lên 27k tay cái hai tay cái ba của Cú ca vẫn còn ở trên cao lắm bây giờ Cú ca thấy có một vài bạn đặt câu hỏi với Cú ca là gì Cảm ơn Nguyệt, cảm ơn bạn Nguyệt đã chia sẻ bài đăng của Cú Ca ha. À, ok. Xin ý kiến của Ca vừa cho bạn ý kiến về Bitcoin rồi ha. Cú Ca rất rõ ràng ha, nói lên là nói lên, nói xuống là nói xuống, không bao giờ nói hai đường nha anh em. Cú Ca không có vẽ hai đường, Cú Ca lúc nào cũng vẽ một đường đi lên hoặc đi xuống hoặc đi ngang hoặc là không nói gì thôi. Chứ Cú Ca không có vẽ một là đi lên hai là đi xuống nha anh em. ơi à, bây giờ Cú Ca sẽ con dot hả? 453 453 lô đề hả ông 453 là ông lô đề đúng không phân tích con đó cho ông một chút nha đó Ok con đó bây giờ thì cô ca sẽ bạn hỏi là con đó bắt chỗ nào đúng không nè con đó nó bắt chỗ nào thật sự mà nói không? con đó là cái con gì mà nó từ 4 đô nó lên đỉnh là 55 đô rồi bây giờ nó về lại 6 đô anh em thấy cái đồ thị nó như một cái quả núi anh em à Con đót bắt vùng nào thì hiện tại của ca thấy cái vùng này là cái vùng Cái đồ thị nó có cái vùng này là vùng bắt mà nó đang ở cái vùng này thì anh em hỏi vậy cũng hơi khó ha Cái vùng bắt là cái vùng này chứ vùng nào nữa anh em à Vùng bắt khung lớn nó từ 5,6 đô tới tới 3,5 đô đó anh em cái Vùng bắt là vùng đó đó còn bây giờ hỏi thử bây giờ có nên tìm điểm vào thì được để cố ca xem có điểm vào không nha ha Điểm vào, điểm vào, điểm vào Cung tuần thì vừa rồi nó ra một pha ra gì đó nhưng mà anh em nên nhớ này cái đỉnh thật sự Cái đỉnh thật sự không phải chỗ này đâu mà nằm trên này nè anh em à 10 đô đó con dot cái cản của nó là cản 10 đô đó chứ không phải là cản 7 đô đâu nên mấy ông cứ nhìn nó phá cái đỉnh đó tưởng ngon nha chưa chắc nha đỉnh này không có ngon đâu phá đỉnh này rất là bình thường để mà nói con dot đó anh em à thực sự là cái đồ thị dữ kiện nó ít quá anh em à cái đồ thị nó không có nhiều cái cái dữ kiện để mà cú ca phân tích vừa rồi thì nó đụng cái 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 cái, cái cấu trúc của 2 d 3 d này anh em à đó nó đụng cấu trúc 2 d 3 d nó phản ứng này vẫn chưa phá được cái đỉnh dỗm dỗm này vẫn chưa phá được luôn ha và hiện tại thì nó nhìn chung uh, con đót bây giờ không có ý tưởng anh em mà nó nó hiện tại nó là con top và nó đi theo bitcoin nha anh em anh em thấy rõ ràng cái đợt tăng vừa rồi thì thằng đó nó cũng xem xem bitcoin thôi anh em thấy không? Ví dụ như từ đây lên đỉnh là 88% Thì thằng Bitcoin mấy phần trăm anh em Thằng Bitcoin nó cũng được 60% rồi Như vậy thằng thằng Dot nó cũng hao hao thôi Không có nhiều, không có nhiều uh... Thằng Dot không có nhiều đắc diễn anh em mà nó cũng bình thường thôi một thằng mà nó chia anh em thấy không từ đỉnh lấy nó chia tới 12 lần mà bây giờ nó tăng hơn nó tăng hơn thằng Bitcoin thì có 20 phần trăm mà anh em mà nhìn nó rất là yếu nhấn mạnh lại <laughs> cú ca nhấn mạnh lại cho anh em là thằng đó tăng yếu quá nha anh em tăng yếu lắm và lũng luôn em 200 rồi nè anh em lũng em 200 khung ngày nè anh em thấy không một phao dứt lên rất xuống này lực tăng của nó so còn... sao với Bitcoin thôi. Bitcoin phá ngay chỗ này lên vẫn còn giữ trên em hai 200 còn thằng đó thì sao anh em thằng đó thì sao thằng đó làm gì phá nổi em 200 nó lên cái rút râu em 200 đúng nè đó anh em có thể thấy thằng đó rút rau nè như vậy thằng đó mà nói chuyện bắt thì thật ra cú ca thấy anh em nên bắt vùng 5 đô <laughs> nếu mà anh em hâu thì anh em bắt 5 đô nhưng mà cũng nhắc lại với anh em nè hiện tại anh em phải hiểu là gì Bitcoin nó đang hồi và nó hồi trong một cái xu hướng giảm nha anh em cú ca không cần biết nó có thể lên nó quằn quằn đâu đó trên này là chuyện hồi trong một xu hướng giảm nha anh em còn cái cái xu hướng chủ đạo của chúng ta vẫn là giảm như vậy hoàn toàn hoàn toàn có thể Bitcoin tiếp tục tạo đáy cố ca nhấn mạnh nè Bitcoin đang tăng ở mức 23k nhưng cái chuyện nó về nó phá 15k để nó tạo một cái đáy thấp hơn là chuyện bình thường thì lúc đó cố ca hỏi anh em là gì con đốt lúc đó nó về đâu nha anh em đây là đau trên chúng ta vẫn đang trong một đeo trên lớn một con sóng hồi nho nhỏ trên khung tuần trên khung ngày không phải là vấn đề lắm nha anh em như vậy hỏi hâu con đốt thì anh em phải hiểu nè Anh em hâu 2 tháng 3 tháng á, thì anh em hâu bây giờ cũng được Nhưng mà nếu anh em mà hâu được trên một năm á Thì anh em phải hiểu là cái chuyện con Bitcoin nó mà chui về đâu đó 10k nha anh em Thì con đốt nó về đâu Cú ca chị hỏi đơn giản này nếu Bitcoin về 10k thì con đốt về đâu Cú ca khẳng định nó về một đô anh em mà nếu mà Bitcoin mà về 10k thì con đốt có thể nó về hai đô anh em mà hai đô hai đô như vậy anh em nếu mà hâu dài hạn thì cái chuyện câu hỏi anh em có thể chờ lâu có thể chờ tiếp nha anh em có thể chờ tiếp on coi nó là như vậy anh em à giữa mua ngàn coi anh em nếu đã, đã yêu quý và lỡ xa vào lòng con con đó rồi á à, thì chờ hai ba đô mà mua mà mua cũng cũng hâu ba bốn năm đi chứ còn hâu ít anh em không có ăn đâu còn nếu bây giờ anh em đánh là anh em trai nha nhớ nha anh em bây giờ đánh là trai trai thì phải có cắt lỗ nha anh em còn không cắt lỗ anh em vô một ít thôi 10% phần trăm tài khoản thôi 10% mà nó chạy một phát 50% thì anh em mất 5% tài khoản <laughs> Ok Đúng nào Nếu anh em vô 10% vốn Dot nó chia 2 về 3 đô thì anh em mất 5% tài khoản đó. Lúc đó anh em DCA là vừa Lúc mà nó về 3 đô anh em DCA là vừa Còn cây thì chỉ có, có phải canh SL thôi anh em à Còn con Dot thì đó như cái, cũng như của ca nói á nếu mà cái vùng mà, mà trung hạn anh em bắt thì có thể 5 đô cũng được nhưng mà thật sự mà đánh dài hạn thì cũng okay, ca không biết anh em mà hai ba đô gì đó ha à, bây giờ cái đồ thị nó tới chỗ này là 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 hết hỗ trợ rồi anh em à tới chỗ này là hết hỗ trợ rồi nè đó vùng 3,5 đô là hết hỗ trợ rồi mà vài bữa Bitcoin nó về 10k thì chắc chắn là 3 đô năm nó lũng nha anh em gần như chắc chắn là 3,5 đô nó lũng anh em nào uh, nhớ cái video đây nha vài bữa của ca sẽ lấy lại video đây cho anh em xem bây giờ là ngày 26 tháng uh, 26 tháng 2 ha à, nếu mà Bitcoin phá 10k thì thằng này nó về 3,5 đô dư sức lũng 3,5 đô dư sức rồi đó là nhận định của ca về DOT và VTC nha Chúc anh em lại tiếp tục ăn tiếp ha Chúc anh em lại tiếp tục ăn tiếp Hy vọng là thằng CZ nó không có vô nó xem video này và nó đục vào mặt của K bằng một pha Cấm thẳng xuống phá cái đấy này ha Cảm ơn anh em đã xem